Xin chào tất cả các bạn khán giả của MTV Việt Nam, mình là Bích Phương. Ngày hôm nay thì Phương gửi tặng cho các bạn khán giả một cái playlist nhạc của mình. Thì cái lúc ở nhà Phương cũng rất là hoang mang, không biết là nên rủ các bạn khán giả nghe cùng với mình những ca khúc thế nào. Bởi vì là Phương thì có một cái thói quen nghe nhạc ở nhà hơi không giống bình thường một chút. Đó là ai thì cũng nghĩ là Phương là một cái ca sĩ mà hát ballad thì sẽ yêu thích những ca khúc ballad. Và hầu như là ở nhà sẽ chỉ nghe những bản ballad rất là buồn thôi. Thế nhưng mà thực ra thì Phương để nhạc random ở trong kho nhạc của mình, thì hay để cái chế độ random. Thế xong rồi vào bài nào thì Phương sẽ nghe bài đấy. Mỗi khi mà buồn thì Phương rất là hay có cái thói quen nghe nhạc như thế. Thì ngày hôm nay đến với chương trình thì có lẽ là Phương cũng sẽ mang đến một cái list nhạc theo tính chất random một chút. Đó chính là mỗi một cái khu vực thì Phương sẽ chọn những cái ca khúc với cái phong cách âm nhạc khác nhau, chứ Phương không chọn theo một cái dòng nhạc nào cụ thể như là ballad hay là R&B hay là rock hay là gì đấy tương tự như thế, mà ở trong cái playlist này của Phương sẽ là random tất cả các thể loại. Và Phương rất là hy vọng các bạn khán giả cũng sẽ yêu thích cái playlist này của Phương. Timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Cause I'm good and sexy, excess lady. She got me more than we had, no other to me. Where's one? I know you're more than that. 알아 신경 쓰지 마. 느낄 수 있는 건 무대 위에 너와 나. Tình lặng, tình lại cháy lên.